này bà ở phần đất của người ta hả chú? Dạ. Chú đốt cho con thắp bà bàn cái. Mà tôi đem mấy cái đường lộ tôi bán khoảng 30 ngàn bạc đó, chích thuốc cho bà già. Cái ghe đi mua cho cũng bán luôn. Tạo chiếc ghe này là 5 tỷ vàng lấy quay cái hống hống móc cho cái kỹ luôn của ba. Tôi lên hỏi đắc đậu cắt nhà bà ở. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ tiếp tục quay trở về huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang đó cô bác quý anh chị, để tìm về một cái chú mà sống cô đơn, mà mẹ phải sống cô đơn trong cái căn nhà mục nát này nè. Mẹ thì phải chết chôn nhờ nơi đất khác á. Chào chú. Chú nhớ con không? À, dạ. Chú nhớ con không? Mặc áo đi. Phơi sào đồ đó luôn đó hả? Phơi sào đồ ở đó luôn đó hả? Mình phải nói lớn lên cô bác quý anh chị, tại vì chú không nghe rõ. Chú ăn cơm chưa chú? Rồi. Sáng nay ăn cơm, chú ăn cơm gì? Phô với miếng khứa cá lóc mấy gà. Miếng khứa cá lóc mấy gà hả? Ờ. Đâu, nấu cơm ở đâu cho nào, xuống dẫn xuống con coi coi. Cơm lò điện, nó bên điện nè. Điện. Đó có đồ ăn kìa. Đồ ăn đó chú. Ừ. Đồ ăn kìa. Phô. Một con khô hấp gì đó hả? Ừ. Con màu hả? À không hết. Sao hả? Bệnh à? Bệnh hoài, không có bệnh hoài. Thuốc uống, thuốc trả tim. Thuốc này bữa hổm con thấy rồi nè. Hả? À. Thuốc này hôm trước con thấy rồi nè. Ừ. Ở nhà chú có đi làm không? Không giúp đi, với nhỏ điện về nó không cho đi bằng. Sao hả chú? Cứ la la ở nhà đi. Hôm ngày có ai con chú có gửi tiền cho chú không? Không. Không hả? Ít bữa nó mới cho. Ai cho chú? Cáo nó cho vài trăm ngàn xài gì, biết được nó cho không, nó nói gì chứ biết đâu nó có vợ có con. Tôi nói chú bây giờ nó cho không cho quyền của nó là mình. Dù ngỡ của mình lên. Mệt hoài không biết bà nội nó bệnh gì không biết. Thở lên không? Con thấy chú thở lên không kìa? Ừ. Ngồi với chị kia hồi không mệt thở. Khù khù có đem nữa mà đồ bóp rồi cũng khỏe. Sáng nay chú hấp cơm chứ không có nấu ăn luôn hả? Ăn miếng cơm chét, miếng chét rồi. Bệnh hoài không biết bệnh gì. Còn có tiền đi mẹ khám bệnh thứ đó thì sao? Đi đầu mình đủ không chấm đi. Đi sợ nó chơi bệnh, đưa nó chết trong độc, có nhỏ la rồi cho đi. Cái hớp này nó đâu cho đi, thôi ở nhà đi, cái tiền xài cho mượn. Thẩm có đưa tiền chú lại trả nợ ta xong hết chưa? Còn thiếu đưa xài, tiền đưa xài. Nó không mà. Dạ. Để trả tiền cho ta, nó cũng chừa tiền mình xài chứ. Còn không chú? Trả nó hết rồi, còn thiếu lại 700 mà để xài, cái gài nó hết rồi thôi. Rồi. Không nghe còn tiền không? Không, có rồi thôi. Có thì xài, có rồi thôi, không có ai nữa. Ngày xưa chú có đi bộ đội không chú? Không. Sao con thấy chú xăm này ông anh ông xăm lên đầu lao nè, ông xăm tắt ăn nè, cái đâu có bộ đội. Chữ gì chú? Tắt ăn. Hồi đó đi cái vụ mà tại gia đình cái ông già theo thì cộng đó. Tắt ăn là sao? Rồi được quản lại chứ đâu có đi. Ông cũng đi rồi. Dạ. Năm 83 chú năm 83 rồi. Tắt ăn là sao chú? À. Cái chữ đó ý nghĩa gì? Tại đây dùng kiểm chỉnh rượu ông xăm mình ngủ say đó rồi ông xăm chơi vậy đó. À, ngày xưa còn trẻ chú nhậu ha? Ờ, à, lúc còn trẻ nhậu lúc 17, 18 rồi đó. Giờ đâu có uống rượu, chè gì đâu dám uống mộng gì. Đi vô nào? Con mới vô nè, con đâu có số điện thoại chú đâu. Hả? À. Con đâu có điện thoại chú đâu. Vô bất ngờ coi chú thăm chú cho chú bất ngờ. Chú điện thoại tôi 034. Ờ 991. Dạ. 349. Dạ. Dạ. Không ngày không đi làm luôn hả chú? Không. Nhà không mà lâu lâu đi bữa lâu lâu đi khi không đi. Đi thì nó bệnh hoài biết. Đi nhầm khi là té đồng nguy hiểm á. Ờ. Bữa hổm té giờ. Tưởng đâu chết trong đồng luôn, người gì mấy nhỏ này nó la nó thôi không có đi không ngậu chứ không tiện không ở con trai mà không đi tiền trong bụng mới hoài đau thì nó chết thuốc không ở nhà đi
không thuốc thì bà không tiền gì để đi nữa rồi gì cho nó lấy cho xin tiền cho phiên tiền nó thôi đi vợ chúng mình cũng nghèo xin đâu hoài sao cái gì cũng khổ lắm. Hồi đó mà nói chuyện nghĩ mẹ lo bằng ăn nó vợ con thấy bà già bệnh hoạn là lo cho bà chứ thôi hồi thở thở rất như nắng rồi hầu thở dốc thôi. Có biết gì hồi đó có vợ khỏe ha? Cái vợ mà lỡ đau gì đó nó lo mình, nhưng mà giờ ai đâu lo mà. Hối hận không chú? Ờ à. Hối hận khi không có vợ không? Sao? Chú buồn khi không có vợ không? Không buồn, tại đó mẹ của mình nó khổ rồi, nuôi mẹ mình cho mẹ mình nó bằng thật. Nói gì chú thì chú suy nghĩ đi. Chú có vợ về bỏ bà già chú cũng khổ. Mà mình ở gì thì nuôi bà già mà cái từng già rồi chú cũng khổ răng mình thôi. Thế mình suy nghĩ là có vợ có chồng nó hữu hỷ hơn. Rồi đều thấy mẹ mình nó bình tĩnh, trời ơi trời ơi, đi với bưng cái sao luôn thiệt, chú nó bắt từ con nhái con cắp nó cắp khổ thắng nó bưng ra mà chợ đó ba bác cái gì đó bác chả gì tùng la bác nó mẹ bác mẹ bác kẻ bác thì đó là mình tim mình đi vậy đó đi tôi mặn như là chích thuốc tôi không tiếc chứ tới tôi thiệt chứ cái kẹo tôi còn đem cho tôi bán mà không tiền cái tôi bán cái kẹo từ nhà hồi đó lần đó đó mà tôi đem cái đường lộ tôi bán 30 ngàn bạc đó chích thuốc cho bà già đó. Cái ghe đi mua cho cũng bán luôn. Tạo chiếc ghe này là 5 chỉ vàng rồi lấy quay cái hống hống móc cho cái kỹ luôn của ba. Tôi lên hỏi đất đậu cắt nhà bà ở luôn. Nó đâu có tiền mà cây cà cho không hết. Cái tường cái nền này cái dáng này của tôi nó cho rảnh. Bán cái kiệu để thuốc bà già. Cái kiệu là cái lu ha. Cái kiệu của cao cái lu thì nó hạp bò nữa. Dạ. Cái kiệu bự. Dạ. Thiệt luôn, có trời ơi, trời nước đêm luôn. Ta nói sao mày cho mượn tiền cái mày ấy. Thôi, mượn cuối công mới bà cả rồi. À, tôi bán 5 ngàn cho mấy bà rồi, tôi chích thuốc cho mẹ luôn. Rồi, em tôi chưa lo, chưa lo cho bà già, tôi lo là đủ thôi. Thiệt chú luôn, tôi cái gì mệt, mệt hoài. Vậy tính ra là chú có hiếu dữ rồi. Mày hiếu, mày giấy, chú số hoài không đúng. Trúng số chú lo trúng số không mà sao trúng được mà mua miếng thép nữa tám lắm còn không trúng gì kìa không có tiền xây cắt trà cửa đồ ở lại với người ta có cháu đồ gì nó hủ hỉ với mình cũng đỡ. Chú năm nay là nhiều lần con quên mất tiêu rồi à? Chú nhiêu tuổi con quên mất tiêu rồi? 61 trúng giấy thì 57. Dạ tại tôi thiệt chứ chú lại tôi về tôi ở đây chứ tôi về với quê nội tôi sống rồi đó đất cát tôi có nhưng bên đầu tôi đất tiền là giờ ngồi không tôi bán ăn cũng không hết tại vì cha ở với bà nội đó nhỏ lớn ông già hơi giật động thôi theo bỏ không về nuôi bà già chứ tôi ở với bà nội tôi còn sống lúc mà bà mẹ tôi mất bà nội tôi kêu tôi về ở đi giao đất mày hết thôi đi rồi ở với ngoãn quen rồi nuôi bà rồi giờ bà chết rồi tôi thờ phượng bà với ổng chứ thôi tôi là gì dưới rồi đó. Giờ ba của chú là ở với Kiên Giang phải không? Ừ ông già hơi giật động rồi đó bà cũng bằng lịch sĩ gì đó. Ba chú ở Kiên Giang rồi mẹ chú ở đây. Mẹ tôi ở đây, mẹ tôi ở bên kia hồi đó mình có rút á rồi ông cậu hay gì cộng đó rồi ông ngoại về đây với gì đây ở đâu có gì đâu có ở đây. Là ba mẹ chú thôi nhau hả? Không có thôi, ông già thì cộng chết mẹ thì bà về đây bà ở với bà gì á nhà bà gì tá túc rồi bà ở đây luôn á. Rồi mẹ không có chồng luôn? Không có chồng luôn, ông già chết là tôi mới 6 tuổi giờ tôi 61 tuổi tính là 55 năm rồi đó. Bà già chết từ 2 mấy năm rồi đó. Không có chồng của con gì đó. Chứ không có chồng đang nuôi con gì đó. Nói về Tết rồi chú có thường qua mộ của mẹ không? Hả? Tết chú có thường qua mộ của mẹ không? Không, không. Qua có qua nữa hả? Qua hoài gì. Hôm nay không có qua bệnh rồi, không có đi qua rồi. Chứ không bệnh lâu lâu qua thăm mộ quá. Chứ không bệnh thì qua được liền hả? Chú đi qua không? Con chở chú đi nè. Đi đi. Đi không? Đi đi. Rồi chú đeo đây. Bây giờ mình sẽ chở chú đi qua cái phần đất, phần mộ của bà. Để cùng chú đi, chú mệt lắm đi không có nổi. Nên thành nữ là phải chở xe chú đi. Hỏi nó bảo hiểm được không? Nó nón của chú kìa. Thì ghé ở đây để mua cho chú, chú mua một số bánh để đem qua mộ của mẹ mình. Với lại nhang để thắp hương cho phần mộ của bà. Chú mua nhiều nhiều à? Dạ.
ốp nhang luôn nha cô. Ai ạ? Cháu. Cháu hả? Lấy bánh để đem cúng. Bà cho tiền làm mô bà đâu chú, phần nào, phần nào à. Bà phần của bà đâu, bà nằm đâu, bà nằm đây hay đây sao, bà đâu, bà này, bà đây đấy hả? Ừ. Sao chú không ra trước này à. Ở sao chú không ra trước này, bà nào đợi chú đốt nhang ở đâu? Phải đó. Lâu lắm chú chưa qua hả chú? Gió này không có qua, bệnh được không chú phơ. Dạ. Mệt mệt rồi. Chú cúng hả cô? Chú cúng đi, chú thắp đi cho mẹ mình đi. Chú thắp trước đi, chú đốt cho con thắp ấy. Chú thắp trước đi. Này bà ở phần đất của người ta hả chú? Dạ. Chú đốt cho con thắp của bà một cái. Thắp người ta. Chú đốt con ba cây với. Hả? Chú đốt ba cây cho con thắp bà với. Dạ. Cắm đây luôn hai chú ha. Rồi. Mày ướt miệng vậy đó, tôi lên chị rất là khỏe. Mà thấy quả đá, cái hôm nay mình không có tiền. Ừ, ở đây thôi. Cháu đu đủ nó trời ơi, cứ hai gái mà cứ đụng mẹ tao giờ mà người nổi đâu gái. Nên là lúc sau này thì bà mất thì sau này chú mới làm cái nấm mộ này lên hả? Có tiền cứ nâng mộ lên rồi tôi làm. Ừ. Lâu lắm chú chưa qua đây hả? Tết trời mới qua đó chứ. Đây là phần của bà đây hả chú? Ờ. Vì bà nhiêu tuổi hả chú hả? Là 64 mới 63. 53. Cái chết 53 tuổi. 53 tuổi. Ồ. Rồi hôm nay con chở chú qua đây để cho chú hả? Hôm nay con chở qua đây để chú lâu thăm mộ bà đó, con chở chú qua đây để chú chú thắp nhang cho bà. Không có trúng số rồi cũng làm sẽ đông má nó lên. Đông lên hả? Tiền cứ đông lên rồi. Không giờ không tiền đúng lại. Rồi thôi, con chú đi về. Con chú sắp nghe luôn. Con chú đi về nhà chú. Cậu bắt con chị về. Thì sau khi mà đi qua giếng phần mộ của bà xong thì Bùi Hồ với lại chú Chót. Chú Chót không? Chú Chót. Chú. Chú về nhà. Ngồi đi chú. Mệt không chú? Mệt. Nhưng mà giếng mộ bà là chú vui chưa? À, giếng mộ bà chú vui chưa? Vui rồi. Vui hả? Mẹ mà. À, mẹ mà. À, hồi đó vẫn cực khổ lắm. Bởi lẽ từ mùi cầm cũng rất khó. Rồi thôi hôm nay thì con đến đây á thì con đại diện cho chú Nguyễn Văn Nhân thì trao tiền cho đó. Chú tiền thôi, tiền đó con gửi riêng chú, gửi cho chú một chú Nguyễn Văn Nhân đó, đó. Rồi. Gửi cho ở Mỹ, gửi cho chú là 100.
gửi cho chú là 100 đô là tương ứng với 2,3 triệu ha. Con gặp một 2 triệu 2,3 triệu chú đếm lại coi, con coi với coi đủ rồi đâu chú xè chú đếm là đủ không rồi chú có nói lời nào với chú Nhân không? Cảm ơn chú Nhân nhiều rồi mà bóp thì giúp đỡ luôn mà bệnh hoài chú ơi. Rồi thôi vậy thì Bùi Hồ cũng thay mặt chú chót phải không? Chú chót không chú? Cảm ơn chú Nhân ở Mỹ rất là nhiều, xin chân thành cảm ơn chú đã đồng hành cùng kênh. Đỡ đồng cảm ơn. Dạ, chú đó dặn chú là nên niệm Phật ha. Hàng ngày nên niệm Phật. Nghe chú. Cái niệm Phật chứ có khi chú giúp đỡ được cũng mừng lắm, có khi được tiền thì quý lắm chứ đâu có khi rõ đồng tiền gì đâu. Dạ. Thầy chú luôn. Lâu lâu chú giờ giúp đỡ được không mang ơn đến bệnh hoạn rồi cứu trợ rồi tôi có thể cứ đây khi ta nghèo đúng cho ở chúng cho tiền chút vài thấy tôi đau quá tôi sách tôi cho gạo cho tôi ăn sắp la tôi đừng đi đồng thì mình nói chung mình nghèo thì ta thương chứ đừng có phá phấy tôi có thể cứ giờ tôi đây cứ giờ tôi đi hết giờ tỷ cái nhà đó tôi tại tôi cái nhà chú lên đầu ấp cho nên trở nên hầm chú gì tôi đặt ớt chú không có la chú đâu có phá phấy gì cài của chú để trồng cây trái cây gì chú cứ cứ để đâu cái đó đi ra không chú không phá qua đâu tôi đi bằng người ai cũng không đánh tôi sao còn đi đâu cũng chết chết chứ đúng mảnh của ta chứ của mình chứ không phá một ta ai thôi rồi cái gì tôi nói giống tôi không phá qua đi đâu thì cũng ai thương nữa ai ghét nữa rồi thôi thì con chào chú con về chú cố gắng giữ gìn sức khỏe nha chú. Dạ, anh chào chú nha. Rồi.